mày biết mày với anh Toại khác nhau điểm gì chưa? Ở điểm đấy đấy. Mày nghĩ sao? Hello, chào anh em nhé. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Anh em ạ, thì như hôm qua anh em xem video ấy, mình cũng có giả giọng gọi để lừa bà kia anh em ạ. Đấy, thì cái mục đích lừa của mình ấy là chủ yếu để chống chế những ngày sắp Tết thôi anh em ạ. Để muốn nó không làm phiền nữa. Nhưng mà mình biết là thôi, cũng cái gì cũng không thể giấu mãi được anh em ạ. Với cả mình cũng biết là mình không thể nào mà mình thay Toại mà mình được đi đồng ý bà như thế được. Thì lúc này làm sao thì thực ra mình là người phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà nó anh em ạ. Đấy nên là thôi hôm nay mình quyết định là mình sẽ gọi bà ấy xuống đây để nói thật sự thật về tất cả anh em nhé. Và mình cũng muốn xem cái hướng giải quyết giữa số lợi của mình với bà ấy như nào anh em ạ. Đấy vì thật sự giờ mình không thể nào xoay đo tiền để giảm lại cho bà ấy rồi. Đấy thì bà ấy mình cũng có quan hệ cho bà ấy xuống đây rồi anh em ạ. Thì tí nữa bà xuống thì có nhà mình sẽ ghi hình cho em xem nhé. Đến để nói lợi nữa đâu, yên tâm. Nhá. Yên tâm là tao không đòi một xu nào hết, mà tao cũng không đến để làm ầm mỹ lên nữa đâu. Yên tâm đi, ăn Tết ngon rồi. Nói chung là cái vấn đề hôm nay em gọi chị xuống ấy, thì cũng là về cái vấn đề chuyện hôm qua ấy. Đấy, thì em nói thật, chị là cái người mà nói chuyện với chị hôm qua ấy. Đấy, em cũng không phải Toại đâu. Cái gì? Chúng mày lừa tao à? Tại sao lại không phải là Toại? Mày lừa tao à? Không Toại thì ai? Đấy cũng là lý do, chị biết lý do tại sao hôm qua em đeo khẩu trang không? Đấy là do em giả dạng Toại đấy. Chứ không phải là ốm, Toại ốm hay gì đâu. Mà hôm qua đấy người đấy chính là em, không phải Toại. Mày dám lôi tao để ra để làm trò đùa đúng không thằng này? Em không đùa. Hả? Chẳng qua là bây giờ gần Tết rồi em cũng không muốn mọi chuyện nó ấy quá nên là em mới phải làm cách đó thôi. Cả cái thằng Quyết kia nữa, mày lớn tuổi đầu như thế mày để cho nó lừa tao. Mày không biết đường khuyên can nó đúng không? Bây giờ mày cũng phải thông cảm là bây giờ là bọn anh hết cách rồi. Tiền thì bây giờ bọn anh cũng không có. Còn mỗi cách đấy thôi. Mày bây giờ dám lừa tao hả? Mày biết là tội lớn rồi đấy. Chị em phải biết là bây giờ mày nên nhớ là mày đang đắc tội với ai đấy. Thì tao không phải đơn giản để cho mày lừa đâu. Cái vấn đề em lừa chị mà cũng chỉ là để cái chống chế thôi. Vì chị cũng phải biết là bây giờ gần Tết rồi. Bây giờ chị biết bây giờ gần Tết mà cứ ngày cứ có người xuống nhà đòi lợ hay làm loạn lên làm phiền lên. Làm sao em chịu được đúng không? Thế tại sao mày không gọi hàng Toại về để nói chuyện với tao? Em thôi. Em thật chị là mấy hôm nay em cứ tưởng là Toại nó đi với chị. Nhưng thật ra mấy hôm nay em thề với chị em không gọi được Toại. Em cứ tưởng là nó ở bên cạnh tao chị. Tao cũng không liên lạc được với cả thằng Toại. Và tao đã bảo mày là tìm thằng Toại cho tao và khuyên can nó thì cái số lợi đấy của mày sẽ được xí xóa nhưng mày không làm, không nghe tao mày còn lừa cả tao á hả? Mày hết mang tiếng âm phủ ra lừa tao bây giờ mày còn giả thằng Toại mày lừa tao rồi đấy. Rồi cái vấn đề mình bây giờ em mời chị vào nhà nói rồi mình ngồi nói chuyện từ từ chứ bây giờ ngồi sân đi chị vào nhà nói chuyện. Mày nghĩ là vào cái nhà trông gì mẹ tao nhìn tao đã thấy buồn lơn rồi mà mày ngồi tao vào cái nhà này được không? Tao không vào cái chỗ này ngồi bụi bặm bẩn quần áo của tao. Đúng là chị này, chị có thể chê em được nhưng mà chị đừng cứ thấy ngôi nhà nó bé hay gì mà chị dùng những lời xúc phạm như thế. Thì sao? Cái nhà của mày ấy chỉ bằng cái nhà vệ sinh nhà tao thôi. Mà mày định mời tao vào á? Mày định lừa gì tao nữa đây? Anh nói mày này, mày có tiền mày có thể nói gì nói nhưng mày không được khinh thường người khác nghe chưa? Mày như thì thế sao? Là mày như thế là mày đang xúc phạm. Còn anh gì đấy? Tao thích đây. Thế chúng mày lừa tao thì sao? Mày lớn đầu rồi ấy, mày đã xin rồi. Mày còn được vào hùa cả nó, mày cũng biết được khuyên can em mày à? Không. Chị phải nhớ anh Quyết lớn tuổi hơn chị đấy. Chị đừng làm anh bảo chị anh lớn hơn rồi. Tao nhưng mà nó không được tôn trọng mày biết thì sao không? Bởi vì nó cùng một giường với cả mày đấy. Anh Quyết anh vào lấy chai nước cho chị uống. Tao đã bảo chúng mày là tìm Toại về để làm việc với cả tao mà chúng mày không làm được việc. Tiền của tao mày cầm đi tiêu hết 30 triệu. Mày đã làm được gì cho tao chưa hả? Đấy thì cái vấn đề hôm
hôm nay em gọi chị xuống đây ấy, là em cũng có một cái gọi là mình tính muốn nó đi, cũng cũng có một cái thỉnh cầu với chị. Thỉnh cầu gì nói đi. À, chị cũng biết đấy là thằng Toại là nó ra Tết này là cưới vợ rồi đấy, nên là thật sự chị em cũng không muốn giữa chị và Toại có cái vấn đề gì xảy ra xong đến lúc 18 tuổi của nó lại không thực hiện được. Vì chị biết là bọn nó có con được hơn hai gần 2 tuổi rồi mà vẫn chưa tổ chức được cái đám cưới cho nhau, nên là hôm nay em muốn gọi chị xuống đây là chị xem là chị có thể chiếu cố cho em thay vào Toại để cho em làm việc chị được không. Vì dù gì em cũng là người đang cần số tiền đó của chị, còn thằng Toại với chị rất là Toại với chị là nói chung là cũng không còn gì nữa rồi. Đấy là chị có thể chiếu cố hay là xem cho em thay thế vị trí của thằng Toại. Tại sao mày nói những cái câu nó thừa thãi như vậy mà mày cũng có thể mở mồm ra mày nói với cả tao nhỉ? Mày nghĩ mày là ai? Cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả? Mày nhìn lại cái bản mặt mày đi, nhan sắc của mày đi, ngôi nhà rột nát. Mày nhìn xem không cả bằng mày nhà vệ sinh nhà tao. Thì em biết là chính vì bây giờ em không có tiền giả trị nữa rồi nên là em mới phải như vậy. Còn nếu em có tiền giả trị thì em thật chị, em cả Toại không bao muốn liên quan đến chị nữa. Tao biết là mày không có tiền giả tao nên tao mới đòi mày đây. Tao đã ra phương án cho mày là tìm Toại về và nói chuyện với tao để giải quyết. Còn việc tao với cả nó nói gì là việc tao với nó. Còn mày, tao chỉ cần mày tìm nó về cho tao, khuyên can nó tại sao mà không làm được, thì đương nhiên tao phải đòi cái số tiền 30 triệu đấy rồi, đúng không? Em bảo rồi, thật sự mấy ngày nay em không biết Toại đâu cả. Mày biết, mày đừng có nói là không biết. Thì chị biết là vợ nó cũng bảo em tìm một Toại, nhưng mà thật sự chị mà về điện thoại em gọi thuê bao. Cái số vừa em gọi cho chị, hôm qua em gọi cho chị là số của em, chứ không phải số điện thoại đâu. Rồi bây giờ chị xem nào, chị có thể cho em một cơ hội, có phương án nào để cho em làm việc chị đâu. Chứ về Toại là... Nhìn mày có tỏm không? Mày đang ở trong một cái ngôi nhà rụt lắm, bé bằng cái nhà vệ sinh của tao, mà mày còn đòi tròi lên hưu sao hả? Hả? Em không... Mày nghĩ sao mà mày đòi thay thế thằng Toại hả? Em chưa... Thế mày biết tao thuê thằng Toại về để làm việc gì không? Còn em... Thế không... mày có dám bỏ vợ để theo tao không? Mày có dám ly hôn vợ mày để theo tao không? Mày nói đi. Em chị là em không mà để mà nói nợ. Ok, em có thể nợ, em có thể tìm tất cả mọi cách để em giả chị. Còn mà chị bảo là vấn đề bỏ vợ để mà theo chị á, thì thôi, coi như là từ nãy em cũng chưa có gì với chị. Đấy, còn em đề xuất thế thôi, còn chị đồng ý thì chị đồng ý. Mày biết mày với anh Toại khác nhau điểm gì chưa? Ở điểm đấy đấy. Mày nghĩ sao? Rồi đấy. Thì sao? Chị mày nghĩ sao mà mày đòi tròi lên để mày thay thế thằng Toại hả? Hả? Danh con, mày nhìn lại bản mặt mày đi, trông mày có kinh không? Mà đòi sánh tầm với cả tao á hả? Chị đừng nghĩ chị cậy, chị có tí tiền không chị đi sỉ nhục người khác. Từ đấy chị sỉ nhục em hơi nhiều đấy, em đã ngồi em như chị rồi. Thế chắc mày nhìn xem đi. Rồi em đang lọ chị thì em mới phải nhịn thôi. Còn... Mày biết vì sao tao sỉ nhục mày không? Bởi vì mày lừa lọc tao, mày không làm được việc cho tao, mày còn tiêu tiền của tao, mày lại còn khuyên can thằng Toại đi theo con vợ nó, đúng không? Không, không thể nói là con vợ được, bởi vì chúng nó chưa cưới nhau. Mày còn khuyên can nó đi theo con kia, đúng không? Mày bảo nó tránh xa tao ra, đúng không? Mày nghĩ sao? Mày nghĩ bản mặt mày đi, đầu tóc mày, quần áo này đây. Nói sánh với cả tao á. Ngôi nhà thì mày nhìn đi, mày ở trong một cái ngôi nhà trông lụp xụp, bần hèn. Tốt nhất là đi tìm người Toại về cho tao. Chúng mày ấy bảo ban nhau tìm nó ngay về. Còn số lợn của tao nhá, nếu như mày không tìm được nó về ấy, tao sẽ không mà xí xóa, tao cho đàn em xuống xử lý chúng mày đấy. Tao không phải hiền đâu, tao quá nhẫn nhịn rồi đấy.
Mày cái này tức lắm rồi đấy. Đó. Anh em bảo kệ nó, không phải chấp những loại này. Mày đánh nó cho bắn tay rồi. Nó bảo nó không bỏ qua, nó gọi người xuống mình về mẹ mình để em giết người diệt khẩu luôn. Mày biết à? Kiểu kiểu gì? Được đấy, không được, không được, không được. Vì đây là chuyện của em nên em phải can anh. Còn để em xử lý việc này. Bình tĩnh. Anh em bình tĩnh. Thứ đó nó xỉ nhục em hơn nhiều, nó đổ cả nước lên người em. Mày nghĩ anh không tức sao? Sai lầm khi cứu nó mạng xong bây giờ thì để mang lợi vào người. Thôi đi vào tắm đi, vào thay đồ đi. Cứ bình tĩnh.